Thôi, cắt miếng cuốc này thì phải cắt nhanh, cái dao phải thật là bén chứ không nó sẽ bị dính như thế này. Nên Bu sẽ đổi dao, dao giang hồ. Đây, hôm nay Bu sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm món xà lách. Xà lách trộn ô liu, cà chua bi với lại khóm. Thì nghe cái tên qua thì cũng chúng ta cũng đã biết được gần hết rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có xà lách, sau đó là có một tí khóm hay còn gọi là thơm để tạo vị ngọt và chua nhẹ. Sau đó là cà chua bi. Cà chua bi nó cũng khá là giống với cà chua bình thường, nhưng được cái là nó nhỏ hơn nên nó sẽ phù hợp khi mà mình cầm cái miếng salad với lại khóm cắt nhỏ ra để mình nhai. Và cuối cùng là quả ô liu. Quả này là cái giúp tạo ra vị ngọt, độ ngon cho cái salad này. Từ cái nước chua chua mặn mặn của nó đến cái quả. Ok, thì bây giờ Bu xin bắt đầu sơ chế. Khi cắt xà lách thành những cái lá như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu rửa nó cho nó sạch và để đẩy những cái bụi bẩn ở trên trong nó ra. Khi mà rửa xà lách thì không có nên mạnh tay quá chứ không nó sẽ bị dập, nhìn rất là xấu và sẽ không có ngon. Sau khi mà rửa cái này ta sẽ đặt từng lá qua giống như vậy. Cũng không cần chắc nước khô lắm, tại vì cái này là nó có cái rổ ở dưới. Sau khi mà cắt xà lách thành lá xong thì bây giờ chúng ta sẽ cắt khóm và cà chua bi. Đầu tiên là phải rửa khóm cho nó sạch sẽ. Sẽ bắt đầu cắt, nó sẽ thành những cái miếng này chứ không? Những miếng này mà bự quá thì chúng ta sẽ cắt làm đôi. Chúng ta sẽ cắt cà chua bi nhưng mà phải bỏ cái cùi trước. Sau khi bỏ cái cùi thì xắt làm đôi, tại vì cà chua bi nó khá là nhỏ. Cắt miếng cuốc này thì phải cắt nhanh, phải thật là bén chứ không nó sẽ bị dính như thế này. Nên Bu sẽ đổi dao, dao giang hồ. Có theo dao này nó ít dính hơn. Có quay được cả nó không? Quay được. Mình sẽ cắt ô liu ra làm đôi. Ô liu quả này. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cái loại quả như là xà lách, khóm, cà chua bi. Giờ Bu sẽ bày những quả ô liu lên để sao cho cái màu sắc nó thật là hài hòa, nó không có bị quá là nhiều một màu này ở chỗ này hoặc là quá là ít màu này ở chỗ kia. Đó.
giờ sẽ đặt một phần hai của bài chiến thuật lên. Bây giờ là bước cuối cùng trước khi hoàn thành xong cái món ăn này, thì chúng ta sẽ cần thêm một vài muỗng nước ngâm chua của ô liu, nó sẽ tạo nên một cái vị khá là đặc trưng và rất là ngon của bánh này. Muỗng nhỏ này, còn không thì khoảng 5 muỗng to là được. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm dầu giấm, là một trong những cái nguyên liệu không thể thiếu của một món salad ngon. Nó sẽ rất là hợp với ăn kèm cùng cái này. Dầu giấm thì chúng ta sẽ cho nhiều hơn.